Kính thưa quý vị, vừa qua các bạn sinh viên của trường đại học FPT đã có buổi học đặc biệt với giáo sư Dominic Lafly, tùy viên đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Giáo sư từng là giảng viên tại trường đại học Toulouse Pháp và hiện là tùy viên khoa học công nghệ, phụ trách về trường đại học và các lĩnh vực nghiên cứu đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Đây là hoạt động trong chương trình dạy học của Bộ môn Quản trị Du lịch Khách sạn và Lữ hành, Trường Đại học FPT, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi thoát sâu, giáo sư Dominic Lafley đã đưa ra cách thức kết nối bài học với nhiều mô hình và các số liệu thống kê được phân tích dựa trên các công thức toán học tin cậy bên cạnh đó các bạn còn được lắng nghe trò chuyện và giao lưu với bà flora kennedy đại diện đến từ lãnh sự quán pháp về thông tin rất thú vị đó là học bổng tại pháp tại đây bà đã bật mí những cách viết bài báo khoa học để được xuất bản và để được các trường tại pháp đánh giá cao cũng như các nét văn hóa đặc trưng những gợi ý du lịch khi đến pháp Quả đúng là dịch bệnh vừa đi qua để lại cho cả thế giới rất nhiều tổn thương và khó khăn, nhất là trong ngành giáo dục và du lịch mà Việt Nam luôn ưu tiên trong nền kinh tế nước nhà. Và trong bối cảnh khó khăn đó, chúng ta, nhất là ngành giáo dục, du lịch và khách sạn, cần nhanh chóng thiết lập lại, đa phát triển và vị trí ưu tiên để xây dựng một thời đại mới. Sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong các chương trình đào tạo đại học đã có một lịch sử lâu dài và hiện đang có 70 chuyên ngành trong sự hợp tác này. Trong đó, vai trò của Campus Friends làm cầu nối giữa các trường đại học của hai nước rất đáng ghi nhận. Đại sứ quán Pháp, chúng tôi cũng tiếp tục triển khai chương trình tặng sinh viên Việt Nam muốn học tại Pháp 15 học bổng tiến sĩ và 40 học bổng thạc sĩ mỗi năm. Và chúng tôi không ngừng mở rộng việc hợp tác du học của sinh viên sang các nước khác thuộc cộng đồng châu Âu với chương trình du học được đầu tư và tài trợ lớn Erasmus có đại diện của lãnh sự quán Pháp cùng gần 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn đã đến Đại học FPT tham quan và giao lưu cùng sinh viên. Các bên đều đánh giá cao mô hình doanh nghiệp hợp tác với nhà trường mà Đại học FPT đã và đang tổ chức. Điều này đem lại những lợi ích thiết thực cho sinh viên. Tại Đại học FPT, sinh viên thường xuyên được tiếp xúc với các đơn vị tổ chức trong nước cũng như quốc tế, nhằm đem đến cho sinh viên những kiến thức thực tế cũng như các cơ hội về học bổng, việc làm, thực tập, tạo bệ phóng cho các em gia nhập với môi trường toàn cầu trong tương lai.